Cái cảnh nhà rẻ xin mến chào cả nhà. Tối nay là lên một clip cay quá độc cả nhà, phải nói là quá độc, quá độc. cực kỳ VIP luôn cả nhà ơi. Một cái vũ nữ, phải nói là kim vũ nữ chân dài, mỹ nữ chân dài, quá đẹp, quá xuất sắc luôn, cay quá hoàn hảo luôn. Hai rễ rất là to, rất là vững luôn, hai rễ rất là vững. Chi chốt rất là nhỏ, giót đầu nữa cả nhà. Đúng là hàng chân dài cả nhà ơi. Quá đẹp, cây quá đẳng cấp luôn. Bầu riêng bao sống cả nhà chơi luôn nha. Bầu riêng lấy bầu rất là chắc, bầu riêng bao sống luôn đó. Nơi đây là có cọng rễ quái hồng xuống rất là đẹp đó, rễ quái hồng xuống rất đẹp. Bên đây mình có gọt cái này lại để làm một cái nhánh, một nhánh hậu cho nó nha. Đây mình làm nhánh hậu thì máy cũng hơi cùi nên quay không có rõ nét. Đây đây rất là lắc, cái nhánh này mình giữ là do nó rất là lắc, cực kỳ lắc mà rất đẹp. Mình thả một cái tàn ở đây nữa là quá ok luôn. Quá độc, hàng quá độc. Hai chân rất là vững luôn, hai chân cực kỳ vững luôn, quá xuất sắc luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Đó, hai chân. Quá đẹp, quá đẹp. Đó. Rồi, để quay mặt sau cho cả nhà xem nha. Đó, hồi này mình đã gọt lại cho cả nhà cho nó mót, nó liền lạc cả nhà nha. Phía bên đây là có động lửa, đây là có động lửa. Đây là động lửa là thép âm thân. Động lửa này không ảnh hưởng hết. Động lửa này là không có ảnh hưởng gì hết. Đó, đã giải quyết xong hết rồi. Đó, chi chốt cực kỳ nhỏ luôn. Chi chốt chỉ bằng to hơn ngón cái thôi nha. Chi rất là nhỏ. Đó. Hàng chân dài, đánh một cái tàn rơi nó quá ok luôn cả nhà. Đánh một cái tàn rơi nó quá ok luôn. Đó, thấy không? Ngay vị trí này thấy mình thấy anh Dung đồng cái tàn rơi. Một tàn rơi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cái này rất giá trị. Rất giá trị về nhân văn luôn. Bộ rễ rất là đẹp ở nhà nha. Đó, xuống đây là rễ, tả thêm hai rễ nè. Đây rễ cám đó nè. Rễ cám cực kỳ đó. Đây cái này thấy rễ cám cực kỳ rất là nhiều. Đó, bên đây là có rễ nổi đây nè. Những rễ nổi nè, cái đầu rễ nổi nó nằm đây. Thì cái đầu rễ nổi này mình do mình ôm bầu nên mình không tháo ra cho cả nhà xem. Rất là cuộn, nó cuộn như chưa ếch nha. Cái rễ này cuộn như chưa ếch nha.